Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh youtube Chuyện Bộ Audio. Trong hôm giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 607 của bộ tiểu thuyết giải kỳ mang tên Thần Y ở rể Tác Giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh chuyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ chuyện hay được phát đều đặn trên kênh Chuyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau khi nghe được câu nói của Phan Lâm dư lang trợn to mắt nhìn hai con ngươi của văn lâm trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc cùng với khó tin ánh sáng này nhất định không phải là thứ mà võ giả bình thường có thể sở hữu đây là linh khí của cảnh giới lục địa thần tiên sao da đầu của dư lang tê dại hãi hùng khiếp vía một luồng hơi lạnh bay thẳng lên trên đỉnh đầu hắn dù sao cũng là người trung quốc đã từng nghe người ta nhắc đến truyền thuyết về cảnh giới này hắn không thể tin được ngoại trừ hiện tại Ngoài trừ cảnh giới trong truyền thuyết này thì không có cảnh giới nào có thể sánh ngang được với thực lực mà Văn Lâm hiện tại đang thể hiện. Thảo nào, người đàn ông này lại tự coi mình là thần tiên. Thảo nào, bờ môi của dương Lang run rẩy, con người điên cuồng rung động, hắn không dám do dự, liên tục lùi về phía sau, tiếp tục kích hoạt huyết ma cấm thuật ngay lập tức một lượng lớn bàn tay được kết thành từ huyết khí bay ra khỏi kết giới hùng ác tập kết về phía phan lâm nhưng phan lâm lại phớt lờ những bàn tay đang công kích này thân hình trầm xuống quanh thân khuấy động thành một màn xương lưu ly ngũ sắc ánh sáng do sức mạnh phi thăng đột ngột biến tạo thành một giống như là một lớp khí hộ thân không ngừng xoay quanh phan lâm và rắn đuôi chuông Phan Lâm một tay tóm lấy rắn đuôi chuông, lao xuống về phía dư làng. Những cái tay quỷ đẫm máu, hùng hàng đánh về phía Phan Lâm, giống như là móng vuốt của ác ma vậy, nhưng chúng lại không thể xuyên thủng được màn sáng lưu ly kia. Dư làng cả kinh, liên tục lùi về phía sau, sau đó thi triển một câu huyết chú, dùng máu ngưng tụ ra một lượng lớn bàn tay quỷ, tạo thành một tấm khiên tay đẫm máu, ngăn cản Phan Lâm. Nhưng đây cũng như hạt cát trong sa mạc thôi. Tâm khiên kết từ những bàn tay máu vừa xuất hiện đã bị Phan Lâm búng một cái, bắn ra một cỗ sức mạnh phi thăng trong nháy mắt xuyên thủng khiên. Khoảng cách sức lực giữa hai bên quá lớn, dư làng trừng to mắt, toàn thân run rẩy. Huyết ma cấm thuật mà hắn ta tự hào chẳng làm gì được Phan Lâm cả. Không, nhất định là sức mạnh của cấm chú không đủ mạnh, nhất định là như vậy. Dư làng bờ môi tái nhợt, điên cuồng kích hoạt cấm chú. Chỉ thấy máu trong vô số xác chết từ mọi hướng, dường như bị thứ gì đó thu hút, không ngừng lao về phía kết giới khổng lồ kia. Màu đỏ tươi của kết giới ngày càng trở nên mê hoặc và sức mạnh của huyết chú cũng tăng lên một cách điên cuồng. Chết đi cho ta! Dư lang gầm lên một tiếng, từ trên không vùng tay lên tung một trường. Một làn sóng máu phun ra trước mặt Phan Lâm làn sóng máu đó nhanh chóng hóa thành một bàn tay to gắt gao tóm lấy phan lâm phan lâm ánh mắt lạnh lẽo đột nhiên lao tới dùng thân thể đập nát bàn tay đẫm máu kia trong nháy mắt đã bay đến bên người của dư lang dư lang vội vàng rút trường đao bên hông ra tấn công về phía phan lâm lưỡi kiếm phát ra âm thanh lanh lảnh như va vào tấm thép sau đó trực tiếp bị bẻ cong và gãy cái gì vậy chứ dư lang gần xa phan lâm vươn tay túm lấy cổ của dư lang nhấc bồng hắn ta lên dư lang vùng vẫy như điên muốn thoát khỏi xiềng xích của phan lâm nhưng vô ích là người trung quốc ta không phản đối ngươi chạy theo danh lợi nhưng nếu như ngược lại ngươi tàn sát đồng bào của mình ta không thể dung thứ đừng giết ta ta có thông tin quan trọng có thể nói với ngươi chỉ cần thả ta ra thôi ngươi muốn biết điều gì thì ta đều có thể nói cho ngươi biết dư lang túm lấy cổ tay của phan lâm khó khăn hét lên Thật xin lỗi, ta không muốn biết. Phan Lâm lạnh lùng nói do đột nhiên phát lực, cổ của Dư Lang trực tiếp bị bẻ gãy. Sau đó cơ thể hắn ta nổ tung, sức mạnh phi thăng nghiền nát toàn bộ cơ thể hắn ta. Một màn xương máu chậm rãi nở ra, đầu của Dư Lang rơi xuống. Dư Lang chết. Rắn đuôi chuông bên cạnh đã hóa đá ngay tại chỗ, nỗi sợ hãi vô tận dâng lên trong mắt của hắn ta. Huyết ma cấm thuật, theo cái chết của Dư Lang cũng dần dần sụp đổ bị sụp đổ với cấm thuật, còn có rắn đuôi chuông nữa. Người hẳn cũng nên nói cho ta biết về tất cả những gì mà ngươi đang nắm giữ, phải không? Phan Lâm nghiêng đầu nhìn rắn đuôi chuông, bình tĩnh hỏi. Tôi nói, tôi sẽ nói tất cả, tôi sẽ nói với ngài mọi điều mà ngài muốn biết. Răng của con rắn đuôi chuông va vào nhau lập cập, run rẩy hét lên. Rất tốt. Phan Lâm gật đầu, ném rắn đuôi chuông về phía nhóm chiến sĩ bên ngoài cấm thuật kia rắn đuôi chuông nặng nề rơi xuống đất đầu chảy cả máu nhưng hắn ta không dám chạy trốn cái chết của dư lang đã khiến cho hắn ta hoàn toàn khiếp sợ hắn biết những tin tức trong miệng chính là bùa hộ mạng của hắn ta để mắt tới người này cho tốt phan lâm nhàn nhạt nói vâng cả chục chiến sĩ lập tức bao vây rắn đuôi chuông còn phan lâm thì quay người lao về phía sườn đồi không được bảo vệ quan chỉ huy cản người này lại mau ngăn cản hắn Mấy chiến sĩ xung quanh hét lên, vội vàng chạy về phía sườn đồi, nhưng đối mặt với Phan Lâm như thần tiên sống, cho dù có bao nhiêu người thì cũng khó mà ngăn cản hắn ta. "Rút, mau chạy đi." Tất cả chỉ huy đều kinh hãi quay đầu bỏ chạy, nhưng bọn họ vừa mới nhảy khỏi đồi thì trên bầu trời một lượng lớn tia sét đột nhiên giáng xuống, đánh thẳng vào đám chỉ huy của quân địch kia. Ngay lập tức, cả đám chỉ huy đã bị xóa sổ. Cái chết của đoàn đội chỉ huy khiến cho đám quân địch còn lại đột nhiên như rắn mất đầu. Quân đội của thành trì thứ ba thừa cơ tiến công. Trong lúc nhất thời, địch nhân bị đánh tơi bời, số từ trận lên đến hơn phân nửa. Theo ta, giết địch! Phan Lâm đáp xuống sườn đồi, quay người hét với đội quân của thành trì thứ ba phía sau. Đại nhân, ngài là ai? Thống xoái của cứ điểm thứ ba vội vàng hỏi. Ta là long xoái của Trung Quốc, Phan Lâm. Phan Lâm trầm giọng, đừng chần chừ nữa, theo ta phản công. Lâm Soái sao? Đội quân của thành trì thứ ba vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, thống soái vội vàng nói: Lâm Soái, nhiệm vụ của chúng ta là chấn giữ thành trì thứ ba. Quân địch đã lộ dấu hiệu thua trần rồi, cứ để cho bọn chúng đi đi. Nếu như chúng ta phát động tấn công toàn diện, lỡ như bọn chúng dùng chiêu như hồ rời núi, sau đó yên lặng phái người âm thầm chiếm đóng cứ điểm của chúng ta, vậy thì chúng ta sẽ không còn đường lui nữa. Không sao, Phan Lâm nhàn nhạt, nhạt nói: Thành trì thứ ba không thể để mất. Cho dù bọn chúng có chiếm được thì cũng không giữ được đâu. Tiếng nói rơi xuống đất, hắn đột nhiên đưa tay vung lên, âm vàng một luồng năng lượng hình lưỡi liềm đáng sợ, dài hàng trăm thước bay ra, lập tức săn phẳng ngọn núi phía xa. Ngọn núi sụp đổ, bụi đá tung bay, đánh vào địch nhân đang chạy trốn. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu vang vang lên không ngừng, chiến sĩ ở thành trì thứ ba như chết lặng. Quân địch hôm nay bị trọng thương, chúng tuyệt đối không dám mạo phạm Trung Quốc nữa. Theo ta đuổi theo bọn chúng, giết sạch bọn chúng. Phan Lâm hét lên, thà người bay về phía trước. Khí huyết binh sĩ sôi sục, tay lầm lầm gườm lao ra chạy theo Phan Lâm. Thống soái của thành trì thứ ba cũng hồi thần lại. Phan Lâm lợi hại như vậy, nếu như thành trì bị địch chiếm đóng thì cũng có sao đâu. Bọn chúng dù có chiếm được cũng không phòng thủ được. Khoảng cách thực lực giữa hai bên quá lớn hắn thở phì phò hô to, đi theo long xoáy, đi, tuân lệnh. Chiến sĩ của thành trì thứ ba tuân mệnh, truy sát về phía trước. Chẳng mấy chốc, thành trì thứ ba đã trống rỗng, trừ xác chết đầy đất ra thì không có dấu hiệu của sự sống nào nữa. Một chàng âm thanh thờ hồn hển phát ra từ lối vào, chỉ thấy hứa chi xương, ướt đẫm mồ hôi, thất thà thất thều chạy về phía này. Cả đoạn đường cô ta không hề dừng lại, nhưng thể lực của cô ta không thể so sánh với Phan Lâm. Đến được nơi này rồi, ngay cả đứng thì cũng khó khăn vô cùng. Hứa Chi Sương chống đỡ không nổi, dự định ngồi trên tàng đá gần đó để nghỉ ngơi một lát. Ngay khi vừa chuẩn bị ngồi xuống, sắc mặt của cô ta lại đột nhiên thay đổi. Mùi máu sao? Cô ta vội quay đầu lại đồng từ giãn ra, chỉ thấy sườn dốc bên trên đồi cách đây không xa, từng dòng máu như sông đang chảy xuống con dốc. Đây là ra đầu của Hứa Chi Sương tê dại, vội vàng nhìn về phía thành trì thứ ba. Cô ta lập tức nhảy khỏi tảng đá chống người chạy về phía thành trì. Rất nhanh, dưới sự cắn răng kiên trì của Hứa Chi Sương, rốt cuộc thì cô ta cũng đã tới thành trì thứ ba. Nhưng mà lúc này cảnh tượng như địa ngục trần gian hiện ra trước mắt đã khiến cô ta hoàn toàn kinh ngạc. Có chuyện gì vậy? Không, không, không thể nào. Lâm Soái, ngài ở đâu rồi, Lâm Soái? Hứa Chi Sương mở to đôi mắt mùa thu, nhìn xung quanh. Thành trì thứ ba trong ngoài đầy xác chết, mặc dù phần lớn đều là xác của quân địch, nhưng cũng không có ít chiến sĩ của Trung Quốc đã tử trận. Nhìn cảnh tượng kinh khủng này, trái tim của Hứa Chi Sương như bị lơ lửng lên. Phản Lâm chẳng biết đi đâu, nếu như có gì không hay xảy ra thì đó chính là trời sập. Dù sao thì thân phận của Long Soái tùy tiện phô bày ra như thế, nếu như Long xoáy, tử trận, nhất định sẽ giáng một đòn chí mạng và tinh thần của quân đội Trung Quốc. Hứa Chi Dương sốt sắng tìm kiếm thi thể của Phan Lâm, nhưng lật một vòng cũng không có thấy tăm hơi đâu. Mà điều làm cho cô ta khó hiểu nhất chính là tại sao cứ điểm thứ ba lại không có ai. Nếu như phiến quân tấn công thành trì thứ ba và giành chiến thắng, thì bọn hắn phải trực tiếp chiếm đóng thành trì và thiết lập phòng thủ chứ. Ngược lại, nếu như thành trì thứ ba đẩy lui được phiến quân, thì cũng nên có người bảo vệ ở thành lũy nhưng màn sáng plasma không thể kích hoạt được chỉ dựa vào thực lực của đội quân trông giữ thành trì thứ ba thì căn bản là không thể bảo vệ được nơi này hứa chi sương tìm kiếm một phen xác thực không có ai cũng không có cần che giấu thân phận nữa liền liều mạng tìm kiếm manh mối cô ta kiểm tra thiết bị màn sáng plasma bị người phá hư có vẻ như chiến sĩ của thành trì thứ ba lành ít giữ nhiều rồi hứa chi sương thấp giọng thì thầm bỗng có một tiếng kèn du dương vang lên, chỉ thấy một lượng lớn binh lính của Bắc Cảnh quân xuất hiện bên ngoài thành trì thứ ba, đám đông lần lượt lao về phía trước, lao về phía nơi này giống như một dòng chảy bằng sắt thép. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ thành trì thứ ba đã hoàn toàn bị bao vây bởi đội quân đang xông tới như một tấm khiên không thể xuyên thủng, hứa đội trưởng đại tôn thống lĩnh trình sơn hà bước nhanh lên nhìn chằm chằm cảnh tượng thi thể khắp nơi sau đó lại nhìn về phía đình nam sơn đã bị đánh nát cách đó không xa trầm giọng nơi này đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì quân đội của thành trì thứ ba đâu địch nhân đâu đại tôn thống lĩnh tôi cũng không biết nữa khi tôi tới đây nơi này ngoại trừ thi thể ra thì không có một bóng người hứa chi dương nghiêm giọng nói đại tôn thống lĩnh chẳng lẽ quân địch biết trước chúng ta đến yểm trợ nên đột nhiên rút quân sao? Trình Sơn Hà suy nghĩ một chút, quay đầu nói. Lập tức phái người đi điều tra, trong vòng trăm dặm nếu như có địch nhân lập tức báo cáo cho ta. Vâng, Đại Tôn Thống Lĩnh. Một số quân lính lao đi ngay lập tức. Đại Tôn Thống Lĩnh, nơi này có người sống. Vừa lúc đó một chiến sĩ hét lớn, mọi người vội vàng nhìn qua, chỉ thấy một vài chiến sĩ lôi ra một tên địch nhân máu me khắp người, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Tên địch nhân bị thương ở bụng, tuy rằng nghiêm trọng nhưng cũng không có đến mức mất mạng. Bác sĩ của bác cảnh quân đi tới, tranh thủ thời gian sơ cứu đơn giản cho hắn ta. Tên địch nhân cũng chậm rãi bình tĩnh lại. Người của người đâu? Một thống soái bước tới, hung thần ác sát quát hỏi. Tên địch nhân sừng sốt trong chốc lát, sau đó thì sợ hãi trên mặt càng đậm, run rẩy kêu lên. Ác ma, ác ma, chào các ngươi, có ác ma, các người là ác ma. Đám người nhíu mày, không hiểu ra sao, Mẹ kiếp, người lại phát điên cái gì vậy? Chiến sĩ liền tát tên địch nhân một cái, rồi dí súng vào chán hắn ta gầm lên. Mau nói cho ta biết, nếu như không thì lão tử sẽ một phát giết chết người. Nhìn họng súng đen ngòm, tên địch nhân mới lấy lại chút tỉnh táo, nhưng toàn thân hắn lại run rẩy như cái máy. Tôi... người của tôi... người của tôi không phải bị các người đánh bại rồi sao? Đánh bại sao? Tất cả mọi người đều sừng sốt. Bị chúng ta đánh bại sao? đám lính nhìn nhau thất thần chúng ta vừa mới đến làm sao lại đánh bại các ngươi được một thống soái tiến lên phía trước lạnh lùng nói chẳng lẽ ý của ngươi là quân đội của thành trì thứ ba sao tôi tôi không biết tôi thực sự không biết gì cả tôi không biết gì hết đừng hỏi nữa đừng hỏi nữa mà tên địch nhân tựa hồ như nghĩ tới điều gì cực kỳ đáng sợ ôm đầu kêu to giống như sắp phát điên thống soái còn muốn hỏi nhưng bị trình sơn hà ngăn lại đừng hỏi hắn ta nữa hỏi thêm cũng không được gì đâu. Trinh Sơn Hà trầm giọng. Đại tôn thống lĩnh, chúng ta phải làm sao bây giờ? Mau sửa màn sáng plasma, sau đó thu dọn chiến trường đi, khôi phục phòng ngự của thành trì thứ ba. Còn những chuyện khác, từ từ điều tra. Rõ. Đám người lập tức bận rộn. Đại tôn thống lĩnh. Đúng lúc này, một chiến sĩ từ xa hô to, mọi người vội vàng chạy tới. Chờ khi đến gần tên chiến sĩ kia, đồng từ của mọi người đều giãn ra bên cạnh tên chiến sĩ lần lượt là những xác người cháy thành than trên mặt đất còn có rất nhiều hố những người này giống như là bị xét đánh chết vậy một chiến sĩ tiến lên kiểm tra lập tức tái mặt run giọng nói đại tôn thống lĩnh người này khắc tốn thống soái cái gì đại thống soái quân địch sao đại tôn thống lĩnh liền bước tới xem kỹ mặc dù xác chết đã bị thay đổi đến mức không thể nhận dạng nhưng vẫn có thể xác định được từ đường nét cơ bản của khuôn mặt và một số đặc điểm mơ hồ trên quần áo. chuyện gì thế này? còn có phó thống soái, còn phó thống soái không? trời ạ, à, những người nằm ở đây đều là chỉ huy cấp cao của quân địch sao? đại tôn thống lĩnh, chẳng lẽ là quân đội của thành trì thứ ba đã tiêu diệt sạch đám người khắc tốn? quân đội của địch không có thủ lĩnh như rắn mắt đầu, nên mới bị chúng ta đánh bại sao? tất cả chiến sĩ hừng phấn nói. đại tôn thống lĩnh lại không có nói gì. cái này căn bản là không thể. Hứa Chi Sương lạnh lùng nói. Các người nhìn hiện trường đi, số lượng chiến sĩ của chúng ta tử trận cũng khoảng mấy nghìn, mà quân số phòng thủ của thành trì thứ ba nhiều nhất cũng chỉ tầm một vạn người thôi. Chỉ cần nhìn số lượng chiến sĩ tử trận trên đất, thì cũng có thể đoán ra số lượng quân đội hiện giờ của chúng ta chỉ còn có mấy ngàn người. Dựa vào số lượng ít ỏi còn lại, thì làm sao mà đánh bại được quân địch đây? Hơn nữa, những chỉ huy cấp cao của quân địch này đều là những người cực kỳ lợi hại. Cho dù là đích thân thiên cấp thống soái của quân đội, thành trì thứ ba ra trận, thì cũng khó mà thắng được. Xác suất của việc này thấp đến mức không cần phải nói nữa, gần như là không thể nào xảy ra được. Mọi người đều sững sờ. Vậy cái này giải thích như thế nào đây? Tôi nghĩ có lẽ là Lâm Soái ra tay. Hứa Chi Sương suy nghĩ rồi hạ giọng nói: Lâm Soái sao? Hứa đội trưởng, Lâm Soái lợi hại như vậy sao? Không thể nào. Một mình ngày ấy quét sạch quân địch sao? Ngày ấy không phải chỉ là danh y thôi sao? Ngày ấy cũng biết võ công sao? Người của Bắc Cảnh Quân không thể không nghi ngờ. Sự hiểu biết của họ về Phan Lâm chỉ thông qua Internet và từ lời truyền miệng của một số người thôi. Những cái khác ít được biết đến. Xét cho cùng, trong tầm chú ý của chiến sĩ Bắc Cảnh Quân thì đều đặt hết vào chiến sự ở biên giới phía Bắc. Còn những chuyện khác thì bọn họ cũng không có biết nhiều. Sở dĩ bọn họ biết về Phan Lâm cũng là vì tập đoàn Dương Quang đã giúp đỡ rất nhiều cho tiền tuyến. Hai năm nay, tập đoàn Dương Quang mấy lần xuất quỹ hỗ trợ chiến sĩ phương Bắc. Dược liệu vận chuyển từ tịch diệt vực sẽ đưa về Giang Thành luyện chế, sau đó sẽ xuất ra từng đợt đưa ra tiền tuyến. Nhờ có dược liệu hỗ trợ của tập đoàn Dương Quang mà tỷ lệ tử vong của chiến sĩ Bắc cành giảm mạnh. Các chiến sĩ phía Bắc đều rất biết ơn vị lâm xoáy chưa từng gặp mặt này. Trong lòng bọn họ, lòng xoáy này chính là hoa đà tái thế nhưng dù là hoa đà thì trung quy vẫn là một bác sĩ có thể có sức mạnh uy vũ như vậy chẳng phải tương đồng với hoa đà chém đầu lữ bố sao quá phóng đại các người biết cái gì thực lực của lâm xoáy vượt xa tưởng tượng của các người hứa chi sương hử lạnh nói các binh sĩ nhìn nhau không có nói nữa lúc này tiếng còi du dương lại vang lên kẻ thù tấn công kẻ thù tấn công toàn quân bày trận chuẩn bị nghênh địch từng đợt tiếng hô hoán vang vọng tất cả binh lính trong cứ điểm đều tỉnh táo lại lập tức nâng súng rút kiếm vội vàng khởi trận trước cứ điểm đây là tiếng kèn cuộc tập kích của kẻ thù chính sơn hà vội vàng trèo lên trên chỗ cao nhìn về phía trước chuyện gì xảy ra vậy đại tôn thống lĩnh phía trước xuất hiện một đội quân không rõ danh tính đội quân không rõ danh tính sao mọi người nghe vậy thì liền vội vã nhìn về phía trước trên đại lộ một đội quân đang từ từ đi về phía này ngay lập tức tất cả chiến sĩ có mặt đều nín thở nhìn chằm chằm vào con đường phía dưới kia đội quân đột nhiên xuất hiện này vô cùng kỳ lạ mỗi người bọn hắn đều một thân đỏ như máu khi bọn họ đi về phía nơi này có thể nhìn thấy những dấu chân dài còn in máu trên mặt đất áng chiều tà chiếu vào cả đội quân kỳ lạ đó dường như ánh chiều tà cũng muốn hòa làm một thể với bọn họ mọi người im lặng nuốt nước bọt Họ chưa bao giờ thấy kẻ thù kỳ lạ như vậy. Những người này là ai đây? Quân địch sao? Không, không đúng. Trang phục của đội quân này hoàn toàn không phải là trang phục của quân địch. Phong cách áo choàng và áo giáp của họ giống người của Bắc Cảnh quân hơn. Nhưng tại sao toàn thân mọi người đều đỏ như máu vậy? Đợi khi đội quân đến gần, mấy chiến sĩ đang quan sát phía trước, đột nhiên quay đầu lại hét lên đầy vui mừng. Đại tôn thống lĩnh là triệu thống soái Triệu thống soái sao? Đại tôn thống lĩnh sừng sốt một chút, lập tức trừng mắt nhìn sang. Mọi người cũng vội vàng nhìn theo, mới phát hiện những người này hóa ra là chiến sĩ bảo vệ thành trì thứ ba. Thân thể của mỗi người bọn hắn đều nhuộm máu tươi, giống như vừa mới được vớt ra từ huyết trì vậy. Mọi người đều mình đầy thương tích, thở hồng hộc, chiến kiếm trong tay cũng nứt, đạn cũng cạn, bọn họ lê thân thể mệt mỏi, từng bước một đi về phía thành trì thứ ba, nhưng luồng sát khí và mùi máu tanh phát ra từ mỗi người họ vẫn lưu luyến trong không khí một lúc lâu, vẫn không tàn hết. Đại tôn thống lĩnh và những người khác toàn bộ trầm mặc, hàng vạn con mắt đổ dồn về đội quân, không ai biết bọn họ đã trải qua những gì, nhưng có thể đoán được họ vừa trở về từ địa ngục. Các người, các người đuổi theo mấy trăm giảm sau, chém mấy trăm vạn địch nhân, ngay cả đại tôn thống lĩnh Trình Sơn Hà đang ngồi trên ghế im lặng lắng nghe báo cáo, cũng không thể ngồi yên. Mọi người xung quanh đều ngạc nhiên, trợn mắt há hốc miệng. Các người chỉ có mấy ngàn người, làm sao có thể săn lùng tiêu diệt hàng vạn địch nhân như vậy? Điều này, điều này là không thể nào. Một thống soái đứng lên chất vấn vị thống soái của thành trì thứ ba. Chính Lâm Soái đã dẫn dắt chúng tôi truy kích diệt địch. Lâm Soái quả thật vô cùng cường đại ngày ấy dùng ngân châm tăng sức mạnh cho chúng tôi lên mỗi một chiến sĩ đều có thể lấy một địch trăm một bạn quân địch không có sức đánh trả với chúng tôi thống xoái của thành trì thứ ba kích động nói như thể hắn ta vẫn còn đắm chìm trong cuộc chiến thật vậy sao trình sơn hà cảm thấy có chút ngoài ý muốn hắn kỳ thật có nghe qua phan lâm quả thật có chút thực lực nhưng liên quan đến những lời đồn đại về phan lâm phần lớn vẫn là y thuật tuyệt vời của hắn ta không nghĩ tới võ công của Phan Lâm lại kinh khủng đến như vậy. Lâm Soái đâu?" Trình Sơn Hà hỏi. "Lâm Soái đang thẩm vấn tù binh của Vĩnh Dạ. Theo lời kể của tù binh thì bọn họ đã phá hủy hệ thống màn sáng plasma của thành trì thứ ba, tạo cơ hội cho đám địch nhân kia tấn công." Hệ thống màn sáng plasma vẫn luôn được chúng ta canh phòng nghiêm ngặt, mà hơn nữa, hệ thống màn sáng plasma của chúng ta chất lượng đứng đầu thế giới, bọn hắn làm sao có thể phá hủy đây? Trình Sơn Hà lạnh lùng hỏi. Đại tôn thống lĩnh, theo điều tra của chúng tôi, người của tổ chức vĩnh dạ đã lèn vào cứ điểm, sau đó tiến hành vào phòng máy, tính điều khiển màn sáng plasma, hack hệ thống màn sáng. Không thể nào, hệ thống màn sáng là do một ngàn nhà khoa học hàng đầu của Trung Quốc nghiên cứu ra, không ai có thể phá hủy nó trong thời gian ngắn như vậy được. Trình Sơn Hà hét lên, căn bản là không tin chút nào đại tôn thống lĩnh vĩnh dạ thật sự có một người có thể hách hệ thống màn sáng hứa chi sương tựa hồ nhưng nghĩ tới cái gì đó ngẩng đầu nói ai trình sơn hà liếc mắt liền nhìn cô ta hắc hoàng hứa chi sương thấp giọng lời này vừa rơi xuống đất không ít người có mặt cũng cao mày đối với cái tên này rất nhiều người đều không xa lạ gì đây là một trong những siêu hacker hàng đầu thế giới mấy năm nay hắn hoạt động trên trường quốc tế đã đột nhập vào hệ thống phòng thủ của rất nhiều quốc gia nhưng ngay cả mấy siêu cường quốc trên thế giới cũng không có làm gì được hắn hắc hoàng là người của vĩnh dạ sao đại thông lĩnh hỏi vâng hứa chi xương gật đầu mặc dù người này rất thần bí hầu như không tham gia vào bất kỳ hành động nào của tổ chức vĩnh dạ nhưng hắn vẫn sẽ vì vĩnh dạ mà làm việc. Nếu như Hắc Hoàng nhúng tay vào, người này chỉ cần lèn vào phòng máy tính là có thể lấy được một ít mật mã. Vậy thì hệ thống màn sáng của chúng ta chẳng khác nào phơi bày trần trụi trước mắt của Hắc Hoàng. Việc khách dễ như trở bàn tay. Trình Sơn Hà nhíu mày, nhớ mày trầm tư một lát, sau đó nói. Lập tức liên lạc với viện khoa học bảo bọn họ, phái người tới sửa chữa thiết bị màn sáng, đồng thời nâng cấp thiết bị màn sáng tất cả căn cứ đều cần nâng cấp. Nếu như không phòng tuyến của chúng ta, chẳng khác gì thùng rỗng kêu to. Vâng, Đại Tôn Thống Lĩnh hiện tại quân địch mới bị đánh bại, tổn thất mấy vạn người. Sĩ khí nhất định sa sút rất nhiều, lại thêm khắc tốn thống xoáy và toàn đội của hắn ta hy sinh. Tôi cho rằng đây là một cơ hội tốt. Đại Thống Lĩnh, chúng ta nên tấn công ngay lập tức. Đẩy tuyến phòng thủ thêm 30 dặm về phía trước và chiếm lĩnh khu vực Cốc Mã. Cái này sẽ có lợi rất lớn cho các hành động trong tương lai của chúng ta. Lúc này, một thống soái đứng dậy chắp tay nói. Lời này rơi xuống ngay lập tức, được đám người tán thành. Đại tôn thống lĩnh, Lý thống soái nói đúng, chúng ta nên tranh thủ thừa thắng sông lên. Các huynh đệ ở thành trì thứ ba lập đã lập công lớn, chúng ta không thể tụt lại phía sau. Đại tôn thống lĩnh, chúng ta mang theo mấy vạn huynh đệ, đến đây rồi quyết không thể tay không trở về. Đúng vậy, chúng ta hãy xuất quân đến cốc mã đi đại tôn thống lĩnh đám đồng háo hức đại tôn thống lĩnh gật đầu việc này hắn cũng đã có ý định từ trước thấy tinh thần quân sĩ cao độ hắn đương nhiên gật đầu đồng ý lập tức điểm binh chuẩn bị tiến quân vâng tất cả các thống soái đứng dậy âm vang la lên vừa lúc đó một giọng nói từ ngoài cửa truyền đến đại tôn thống lĩnh tôi cảm thấy lúc này không nên tùy tiện xuất binh mà người giật mình quay mặt lại là Phan Lâm, Lâm Soái, Trình Sơn Hà sừng sốt, bái kiến Long Soái. Tất cả mọi người nhao nhao ôm quyền làm lễ, không cần phải khách khí. Phan Lâm ra hiệu cho mọi người ngồi xuống, sau đó đi vào trong đại sảnh nói. Đại tôn thống lĩnh, ta đã thẩm vấn xong phạm nhân của Vĩnh Dạ. Theo hắn khai nhận, An Thành thống lĩnh đã phái toàn bộ quân An Thành, vốn đang định đánh chiếm thành trì thứ ba, dùng thành trì thứ ba làm cứ điểm, lập đồn đột phá vòng tuyến của Bắc Cảnh Quân. Nhưng ta nghĩ, chắc hẳn hắn đã nhận được tin toàn quân đại bại. Hơn nữa, rất có thể sẽ lui về cốc mã phòng thủ. Đại tôn thống lĩnh đột nhiên dẫn binh tiến công, chưa chắc sẽ chiếm được lợi. Ngài nói đúng, thành trí thứ ba quan trọng như vậy. An Thành nhất định sẽ phái đại quân tới đây. Bây giờ quân của hắn đã bị đánh bại, nhất định sẽ lui về cốc mã để phòng thủ. Đúng vậy, lâm xoái là tôi thiếu suy xét chính sơn hà gật đầu nghiêng người nói truyền lệnh xuống an trí phòng ngự đại quân sẽ tạm thời đóng quân ở chỗ này khi nào sửa xong màn sáng plasma thì sẽ rút về bản doanh vâng các chiến sĩ mắt lộ thất vọng nhưng lại không thể làm gì phan lâm một mặt kỳ quái đại tôn thống lĩnh đến cũng đã đến rồi vì sao phải cố thủ ở nơi này màn sáng tạm thời chưa thể sửa chữa nếu như đại quân rời đi, thì nơi này tất nhiên không có cách nào giữ vững. Chỉ có thể phái trọng binh đến chấn giữ. Trình Sơn Hà lắc đầu. Vì sao không xuất kích? Xuất kích sao? Trình Sơn Hà sừng sốt, kinh ngạc nhìn Phan Lâm. Lâm soái, Vừa rồi không phải ngài nói không thể tùy tiện tấn công cốc mã sao? Tại sao bây giờ lại muốn xuất kích? Ta đang nói về việc xuất kích, không phải là tập kích cốc mã. Phan Lâm lắc đầu. Đó là... Trình Sơn Hà sừng sốt một chút, đột nhiên nghĩ tới cái gì, hít một hơi thật sâu, kinh ngạc nhìn Phan Lâm. Vì đại quân của An Thanh đang tập trung về phía cốc mã, ý đồ cố thủ, như vậy đại bản doanh của bọn hắn nhất định phải bỏ trống. Nếu như chúng ta dẫn quân tập kích đại bản doanh của hắn ta, thì quân đội của An Thanh sẽ sụp đổ hoàn toàn. Cục diện ở chiến trường phía Bắc cũng sẽ hoàn toàn xoay chuyển. Phan Lâm chặn giải nói sau khi những lời này vừa rơi xuống tất cả binh lính đang ngồi ở hiện trường đều kinh hãi tập kích doanh trại của an thanh sao không thể nào con đường duy nhất đến doanh trại của an thanh là cốc mã nếu không chiếm được cốc mã chúng ta sẽ không thể đến được giao huyệt của hắn thống soái bên cạnh lập tức lắc đầu phủ nhận đề nghị của phan lâm ta xem địa đồ rồi có thể từ cương sơn lĩnh đi qua phan lâm nói mọi người thất thần nhìn nhau ánh mắt đầy kinh ngạc một lúc sau, Trình Sơn Hà lắc đầu nói, "Lâm Soái, ngài biết Cương Sơn Lĩnh sao? Nghe người ta nói địa thế rất hiểm yếu, ta cũng xem bản đồ rồi, có lẽ hiểm yếu, nhưng đối với Bắc Cảnh quân mà nói thì không là gì cả, muốn đi qua rất dễ dàng. Hiện tại ta lo lắng chính là Cương Sơn Lĩnh có An Thanh đóng quân, dù sao bên kia Cương Sơn Lĩnh cũng là căn cứ địa của An Thanh, khoảng cách quá gần, bọn hắn nhất định sẽ đề phòng." Phan Lâm nói, Trình Sơn Hà cười ha hà liên tục khoát tay nói. Lâm Soái yên tâm, Cương Sơn Lĩnh sẽ không có người phòng thủ. Chẳng những vậy trên Cương Sơn Lĩnh cũng không có người. Tại sao? Phan Lâm cao mày hỏi. Bởi vì bên trong Cương Sơn Lĩnh tràn ngập vô số chướng khí tự nhiên. Chướng khí tự nhiên này là độc nhất thiên hạ. Một khi hít vào, bất luận là ai thì đều sẽ chết tại chỗ. Cho dù tôi hít vào thì cũng không trụ được đến một phút đâu muốn đi qua cương sơn lĩnh tiến vào sào huyệt của an thanh sau có vẻ còn khó hơn đi qua hoàng tuyền trình sơn hà lắc đầu cười khổ trên mặt tràn đầy vẻ bất lực phan lâm im lặng nhìn về phía bên phải hội trường hắn nhàn nhạt, nhạt nói Chứng khí chỉ ở đỉnh núi sao đúng chỉ ở đỉnh núi vậy sao chúng ta không đi dưới núi mô hình này là bản đồ địa hình cương sơn lĩnh phải không ta thấy địa hình nơi này rất yếu kém nếu như mở một lối đi ở đây, chẳng phải chúng ta có thể đi xuyên qua Cương Sơn Lĩnh sao?" Phan Lâm chỉ vào mặt dưới của mô hình. Lời này rơi xuống, những người trong hội trường lại cười một trận, rất nhiều thống soái đều buồn cười. Trình Sơn Hàn lạnh lùng nhìn từng tên thống soái một, đám người này mới ngưng ý cười. Lâm Soái xem ra ngài đối với tình huống chiến trường phương Bắc cũng không có biết gì cả, ngài có biết vì sao ngọn núi này tên là Cương Sơn Lĩnh không? bởi vì ngọn núi này là một loại hắc thiết thạch cực kỳ quý hiếm tính chất của hắc thiết thạch cực kỳ bền chắc thậm chí còn chắc hơn cả kim cương phá hủy nó là chuyện cực khó khăn nếu như chúng ta muốn xây dựng một đường hầm trong núi ít nhất phải mất một năm ngài ngài nên hiểu ý của tôi chứ Trình Sơn Hà nhàn nhạt, nhạt nói đào đường hầm mất một năm e rằng khi đào xong đường hầm quân An Thanh đã đánh xuyên qua phòng tuyến phía Bắc rồi Phan Lâm im lặng. Lâm xoáy, cảm ơn ngài đã kịp thời tiếp viện. Nếu như không thì thành trì thứ ba nhất định đã thất thủ. Tôi thay mặt bác cảnh quân, xin chân thành cảm ơn ngài. Ngài chắc chắn cũng mệt mỏi rồi. Hãy để hứa đội trưởng đưa ngài trở về nghỉ ngơi đi. Biên giới phía Bắc đã có chúng tôi, mọi chuyện đều không có vấn đề gì. Trình Sơn Hà cười nói, theo ý của hắn, Phan Lâm dù sao thì cũng không phải là quân nhân, cũng không có hiểu tình hình chiến trường ở đây, không giúp được gì nhiều, mà ngược lại còn khiến cho hắn ta gặp nguy hiểm. Để bảo vệ Phan Lâm, Trình Sơn Hà hy vọng Phan Lâm có thể rời khỏi tiền tuyến càng sớm càng tốt. Nếu không, nếu như Long Soái có điều gì sơ suất, thì hắn chỉ có thể lấy cái chết ra để tả tội. Lâm Soái, chúng ta đi thôi. Hứa Chi Sương hiểu ý của Trình Sơn Hà, lập tức bước tới. Đại tôn thống lĩnh, Tôi muốn đến Cương Sơn Lĩnh. Lúc này Phan Lâm đột nhiên ngẩng đầu nói. Lâm xoáy. Trình Sơn Hà giật mình. Tôi nghĩ hẳn là có thể giúp ngài đánh xuyên qua Cương Sơn Lĩnh. Cơ hội như vậy không thể bỏ qua. Đại tôn thống lĩnh lập tức điều binh cùng tôi đi. Phan Lâm nhàn nhạt, nhạt, nói. Lâm xoáy. Cái này... Trình Sơn Hà há hốc miệng. Không biết nên nói cái gì lầm xoáy dù sao thì ngài cũng không phải là binh lính của bắc cảnh quân tôi nghĩ ngài không nên nhúng tay vào chuyện này ở chiến trường mỗi một việc đều có thể rút dây độc rừng nếu như toàn bộ quân đội ở đây đều bị điều đi vậy lỡ khi quân của an thanh tấn công bọn họ phải làm gì đây hứa chi xương cả kinh vội vàng ngăn lại có thể để lại một tiểu đội để chấn nhiếp an thanh Tôi nghĩ quân của An Thanh chắc chắn đã biết được tin tức đại tôn thống lĩnh đã đến thành trì thứ ba. Bọn hắn sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ cần chúng ta hành động nhanh lên, nhất định vào sáng ngày mai, chúng ta sẽ có khả năng chiếm được đại bản doanh của An Thanh. Phan Lâm nói. Từ cương sơn thống lĩnh xuất phát. Đúng. Lâm xoái. Ý của ngài là ngài định dùng tay không đào đường hầm cho chúng tôi sao? Một thống xoái trợn tròn mắt hỏi tôi cảm thấy cái này đối với tôi mà nói thì cũng không quá khó khăn phan lâm gật đầu cái này các thống soái hai mắt nhìn nhau cố nhịn cười nhưng trước ánh nhìn của trình sơn hà tất cả đều đành cam chịu lâm soái vừa rồi đại tôn thông lĩnh đã nói lấy những gì chúng ta có ít nhất phải mất một năm mới đào xuyên qua được cương sơn lĩnh tay không đào như thế nào được đây cho dù chỉ cần một ngày thì trong ngày hôm nay nếu như lúc hành động lỡ phát ra tiếng động ầm ĩ một chút để cho quân An Thanh chú ý, bọn hắn nhất định sẽ gọi An Thanh thống lĩnh dẫn quân trở về tương trở. Vậy thì mọi chuyện coi như xong. Có người nhịn không được mà khuyên. Đúng vậy, Lâm Soái, Tôi nghĩ ngài nên trở về Giang Thành đi. Bên này Bắc Cảnh quân có thể lo được. Lâm Soái, tôi không có ý mạo phạm ngài. Tục ngữ nói mỗi ngành đều có người giỏi. Đối với những chuyện như đánh trận, Tôi nghĩ đại tôn thống lĩnh tuyệt đối không có vấn đề gì đâu. Mọi người nói năng thận trọng, sợ khiến Phan Lâm không vui. Phan Lâm thần sắc rất bình tĩnh. Liếc nhìn những người đó, sau đó nhìn về phía Trình Sơn Hà trực tiếp nói. Đại tôn thống lĩnh, ngài không tin tôi sao? Lâm xoái, không phải là tôi không tin ngài, mà là tôi... Vậy đại tôn thống lĩnh cho rằng tôi sẽ lấy mạng sống của binh lính ra để làm trò đùa sao? Không không không, lầm Soái hiểu lầm rồi, tôi chưa từng có ý đó. Trình Sơn Hà xua tay lần nữa, nhưng vẫn kiên định với ý nghĩ của mình. Chỉ là đề nghị của ngài quá mạo hiểm, tôi không kham nổi, cũng không có tư cách để đánh cược. Nhưng ở trong mắt ta thì đây không phải là đánh cược, đây là một cơ hội tốt giúp bắc cảnh quân đào ngược cục diệt, truyền bại thành thắng. Phan Lâm đi đi lại lại trong hội trường, hai mắt như kiếm dò xét mọi người. Ta đến phương Bắc, là bởi vì nghe được tin Vĩnh Giả phái người đi trợ giúp địch nhân của Trung Quốc, cho nên ta mới vội vàng tới đây, phá bẫy của Vĩnh dạ. Ta không muốn bởi vì ân oán cá nhân của ta với Vĩnh Giả mà dẫn đến toàn quân đại bại. Lần này ta có thể ngăn cản âm mưu của Vĩnh Giả, nhưng không thể đảm bảo lần sau bọn họ có ra tay nữa hay không. Ta có thể kịp thời có mặt hay không, vậy nên ta phải lật ngược cục diện chiến trường phía Bắc đảm bảo vĩnh dạ không thể ảnh hưởng đến biên giới phía Bắc từ bất cứ tình hình chiến đấu nào. Cho nên, ta nhất định phải giúp các người đánh bại quân An Thành, mà hiện tại thì chính là cơ hội trời cho. Phan Lâm tự tin nói, trong mắt tràn đầy kiên định. Ta muốn các người lập tức xuất kích, theo ta đến Cường Sơn Lĩnh, ta lấy thân phận Long Xoái hạ lệnh. Lâm Xoái, Trình Sơn Hà nổi giận, đập bàn trừng mắt nhìn Phan Lâm hét lớn. Ngày vượt quá quyền hạn rồi, tôi là thống lĩnh của Bắc Cảnh Quân. Hơn nữa, Bắc Cảnh Quân chúng tôi chỉ phục tùng Long Soái thứ hai là Diệp Thu nếu như ngài cưỡng chế quân lệnh. Tôi vẫn có lý do để từ chối. Trình Sơn Hà rất tôn kính Phan Lâm, nhưng quốc có quốc pháp, quân có quân quỳ. Trình Sơn Hà sẽ không vì lòng tốt của Phan Lâm đối với đại quân biên giới phía Bắc mà phá lệ, hành động bừa bãi. Phan Lâm im lặng. Mọi người nhìn hắn không phát ra tiếng động. Phan Lâm có thể hiểu được thủ lĩnh cao nhất của bắc cảnh quân là long soái thứ hai diệp thu phan lâm tuy cũng là long soái nhưng không thể thống soái bắc cảnh quân những gì hắn nói vừa rồi thực sự là vượt quá thẩm quyền của hắn thật lâu sau phan lâm hít sâu một hơi bình tĩnh nói ta dẫn năm ngàn người đi khảo sát cương sơn lĩnh khảo sát xong ta sẽ rời đi như vậy được chứ? nếu như vậy thì tôi có thể đồng ý trình sơn hà thở vào một hơi lập tức đáp ứng lập tức điểm bình, ta hiện tại cần phải xuất phát. Làng võ, ngươi lập tức chuẩn bị, nghe đây, bảo đảm an toàn cho lâm xoáy, trình sơn hà hô to. Vâng, đại tôn thống lĩnh. Một binh lính với bộ dâu quài nón, thân hình cường tráng đứng dậy quát lớn. Phan Lâm quay người bước ra khỏi hội trường, hứa chi xương vội vàng đi theo. Tất cả thống xoáy đều nhìn Phan Lâm rời đi. Một vị thống xoáy chịu không nổi, nhịn không được mà tiến lên nói. Đại tôn thống lĩnh, ngài bác bỏ ý kiến của Lâm Soái như vậy, có vẻ không tốt lắm. Dù sao thì ngày ấy cũng là Long Soái, hơn nữa ngày ấy suy xét khắp nơi cũng là vì bắc cảnh quân chúng ta. Thống Soái còn chưa có nói xong đã bị Trình Sơn Hà cắt ngang. Ta rất kính trọng Lâm Soái, tuy ngày ấy không ra chiến trường nhưng ngày ấy đã liên tục tiếp tế cho chúng ta, điều này đã làm giảm tỷ lệ thương vong của binh lính xuống rất nhiều lần. Nhưng Lâm Soái dù gì cũng không phải là người của Bắc Cảnh Quân, ngày ấy cũng không quen thuộc với tình hình chiến trường, ngày ấy vốn không hiểu với tư cách là đại tôn thống lĩnh, ta không thể vì sự liều lĩnh của ngài ấy mà đặt tính mạng của binh lính vào nguy hiểm. Ta có thể hiểu được tình cảm của Lâm Soái đối với Bắc Cảnh Quân, nhưng Lâm Soái dù sao cũng còn quá trẻ, ngài ấy không hiểu được sự tàn khốc của chiến tranh. Mọi người nghe vậy, tất cả đều không nói một lời chuẩn bị máy bay đợi lâm soái trở về liền tiễn ngày ấy trở về hậu phương vâng đại tôn thống lĩnh lâm soái lâm soái phan lâm đang chuẩn bị đi thì hứa chi sương đuổi theo hứa đội trưởng sao vậy phan lâm nhẹ giọng hỏi lâm soái ngài thật sự đến cương sơn lĩnh sao hứa chi sương ánh mắt hơi híp lại thanh âm tràn đầy nghi hoặc không phải phan lâm gọn gàng dứt khoát nói hứa chi sương sững sờ vậy ngày đi làm gì Ta nói ta đi diệt xào huyệt của An Thanh, cô tin không? Phan Lâm hỏi ngược lại. Hứa Chi xương ngẩn ra, suýt chút nữa thì đứng không vững. Sau đó không nhịn được mà cười. Lâm xoáy. ngài thật là thích nói đùa. Phan Lâm không để ý đến cô ta, đứng ở một khoảng đất trống lặng lặng chờ đợi. Vài phút sau, một số lượng lớn binh lính đã tập trung trước mặt hắn ta. Người cầm đầu chính là lang võ, cường tráng, dâu quài nón. Lâm xoái, toàn bộ sư đoàn 17 của Bắc Cảnh quân trở lệnh. Làng võ hành lễ theo quân lễ lớn tiếng chào. Chiến đào đã sẵn sàng chưa? Đã đầy đủ. Có thiếu vũ khí nào không? Không. Tốt. Xuất phát. Phan Lâm nhàn nhạt, nhạt, nói, nhảy xuống khỏi tảng đá đi về hướng cương sơn lĩnh. Hứa chi xương lộ ra vẻ kinh ngạc. Lâm xoáy, ngài đi khảo sát, sao không mang theo thiết bị? Hơn nữa, ngài không cần đội chuyên nghiệp đi theo sao? Không, như ta đã nói, ta không khảo sát. Phan Lâm nhìn về phía trước nói, hứa chi xương kinh ngạc. Nhìn vẻ mặt của Phan Lâm không giống như đang nói đùa. Hắn đang làm cái gì vậy? Hứa chi xương trong lòng run lên, suy nghĩ một chút, quyết định đi theo Phan Lâm để tìm hiểu. Một đạo quân 5.000 người tiến về Cương Sơn Lĩnh. Không đến nửa ngày, đội quân rốt cuộc cũng đã đến được Cương Sơn Lĩnh. Lâm xoáy, chẳng phải ngày muốn lên núi sao? Nếu như lên núi, đội quân không trang bị mặt nạ, dưỡng khí và các vật dụng khác, sợ là không lên được đâu. Làng võ về mặt đau khổ tiến lên nói. Không lên núi. Phan Lâm đi tới một ngọn núi, xoa xoa vào vách đá, dùng ngón tay gõ nhẹ. Một lúc sau, hắn đột nhiên quay đầu lại, lớn tiếng hỏi 5.000 chiến sĩ. Các người có muốn Bắc Phương chấm dứt chiến tranh sớm hơn không? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 607 của bộ tiểu thuyết giải kỳ mang tên Thần Y ở rể tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện bộ Audio các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.